Vâng, xin chào quý khách đã quay trở lại với kênh giới thiệu đồ gỗ của xưởng nội thất Minh Châu nha quý khách nhé. Thì hôm nay xưởng vừa hoàn thiện xong một bộ Âu Á chương cuốn thư chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Đấy, theo đơn đặt hàng của anh Hiếu ở Kinh Môn, Hải Dương nha quý khách nhé. Thì bộ này là bộ to, tức là bộ cột 12 nha quý khách nhé. Đây, bản rộng 12 phân ạ. Đấy, bộ này thì cũng như bao bộ khác là bao gồm là 6 món. Bao gồm là một đoạn dài này, hai ghế đơn, một bàn lớn, một đôn kẹp và một đôn ngồi. Đấy, bộ này thì là vách đục tùng cúc trúc mai. Đấy ạ. Tay thì vẫn là tay hộp thôi. Tay mặt trên thì đục đồng tiền, mặt dưới thì là bọn em sẽ là đục cá chép nhá quý khách nhá. Đấy. Đây, vân bàn, vân ghế toàn bộ là vân tự nhiên và là ván liền tấm. Đấy, ván liền tấm 100% gỗ hương đá Nam Phi. Đấy. Gỗ lục lạc trần lõi nhá quý khách nhá. Đây ạ, ghế đơn cùng thông số kích thước. Đấy, là rộng 93 và sâu 60. Đây, vách đục tứ quý, trương cũng đục luôn nhá quý khách nhá. Đây ạ, rất là đẹp. Đấy, toàn bộ bàn ghế bên em thì sẽ được là full BU, full BU bóng mờ, ba lớp, một lớp ba lớp lót, một lớp mờ và một lớp bóng. Đấy, khi mà hoàn thiện xong thì hàng bóng rất đẹp luôn ạ. Quý khách dùng rất là yên tâm, không lo bị mài mòn cái màu hay là như nào đâu. Đấy, đảm bảo của khách là rất là bền. Gỗ đã qua xử lý trước khi mà đưa vào hoàn thiện, thế nên là của khách dùng yên tâm, không lo mối mọt cong vênh nhé quý khách nhé. Bàn thì hai bên bàn đều có ngăn kéo rất là tiện lợi để của khách có thể đựng những cái đồ loại nhỏ lặt vặt. Đấy, đôn cũng có một chiếc ngăn kéo. Khi mà của khách mua hàng thì em sẽ tặng kèm cho của khách là một chiếc kính bàn và một chiếc kính của đôn kẹp. Quý khách nào mà nhà chưa có bàn ghế phòng khách hay là muốn được tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của bên em hoặc kết nối Zalo với bên em để được bên em tư vấn kỹ hơn cho quý khách nhé.